Hôm nay em xin phép giới thiệu với các bạn các anh chị vài chiếc xe khá là đẹp nha các bạn. Và trước khi giới thiệu những cái dòng xe tay ga này thì em xin phép giới thiệu với các bạn các anh chị hai chiếc xe số và với chiếc xe đầu tiên em muốn xin giới thiệu đó là cái chiếc xe Dream huyền thoại Honda Dream. Đây là chiếc xe Honda Dream 2 Thái tem lửa 7 số tuyệt đẹp. Đẹp mà các bạn các anh chị thấy không? Nước sơn zin nó còn bóng mới nổi vậy luôn nè đó. Nó mới từ trên xuống dưới các bạn thấy không? Thì khi mà các bạn các anh chị mà nhìn bên ngoài thì em nó sẽ đẹp mà rực rỡ hơn nữa. Bởi vì cái này là mình qua điện thoại thì nhiều khi mình thấy không hết cái độ đẹp của em đó. Nhưng mà khi mà các bạn các anh chị tới xem trực tiếp thì các bạn các anh chị sẽ thấy nó sẽ đẹp hơn. Nó sẽ đẹp hơn từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, từ trước ra sau đó. Thì là xe này rất là phù hợp cho các cô chú người lớn tuổi đi đó, thì nhìn nó rất là như là nó có cái gì đó nó rất là cổ và nó ngon lành lắm, đi nó ít có hư hỏng vặt. Mấy cái xe này là ít có cái trường hợp mà hư hỏng vặt. Đây là bấm điện còn nguyên luôn nè, bấm điện còn nguyên, sườn không một mọt bất cứ một chỗ nào hết, từ lốc đến cặp te gấp gì còn nguyên zin hết. Nói chung một cái xe mà này rất là đẹp. Liền là sạch sẽ đẹp, tem gấp gì còn nguyên si hết, lốc bạc chưa dặm tút sơn gì hết, máy móc thì coi như là thì thầm. Và với chiếc xe Honda Dream 2 Thái tem lửa chính chủ này thì mình mong muốn bán với giá là 54 triệu nha các bạn, 54 triệu cho một chiếc xe Honda Dream Thái tem lửa mang biển số 53R3046704467. Rồi đó. Và kế nữa là em xin phép giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe Honda Fusion LGT. Đây là chiếc xe Honda Fusion LGT. Fusion LGT bánh măng thắng đĩa. Tuyệt đẹp luôn. Đó, xe còn mới từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ trước ra sau. Fusion LGT thì chạy nó rất là chắc, nó rất là bốc. Với chiếc xe Fusion LGT này thì em nó có cái màu xám bạc đen đó. Em nó mang biển số là 59U211691. Xe còn mới đẹp tuyệt vời luôn, hàng tuyển luôn đó. Mới tin. Mới từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ trước ra sau. Xe Fusion LGT này thì mình mong muốn bán với giá là 44 triệu nha các bạn. Rồi em xin cảm ơn. Và kế nữa là em xin giới thiệu chiếc
Vario 150 màu, màu này là màu bạc các bạn, Vario màu bạc đen mới tinh. Vario thì rất là phù hợp cho các bạn trẻ đó, hoặc là các bạn sinh viên hoặc là các bạn văn phòng thì rất là phù hợp, bởi vì xe này chạy nó rất là ngon và nó rất là năng động và rất là trẻ trung. Vario 150 mới tinh, biển số khá là dễ thương, 59E1 96963, lập tài đó, xe mới tinh từ trên dưới từ trước ra đằng sau. Xe này thì coi như đi yên tâm tuyệt đối. Và với chiếc Vario 150 này rất là mới, rất là đẹp này thì mình mong muốn bán với giá là 46 triệu nha các bạn. Và kế nữa là một cái chiếc xe đời khá là cũ nhưng mà còn rất là mới đó, đó là chiếc xe huyền thoại BS một thời. Chiếc xe này là được nhập khẩu nguyên chiếc từ Ý, 150 FI phun xăng điện tử giống như SH vậy các bạn. À, em nó có cái màu trắng đen xì bo, BS trắng đen xì bo và mới tinh. Em này mang biển số là 59U1 31336. Và với chiếc xe BS 150 này rất là đẹp, rất là mới, từ nước sơn không một chỗ nào chày hết, vỏ thì còn rất là dày luôn, máy móc thì sạch sẽ mạnh mẽ. Nếu mà các bạn, các anh chị nào mà có nhu cầu mua BS thì đây là một trong những cái lựa chọn rất là đáng tin nhé. Và với chiếc xe Honda BS 150 tuyệt đẹp này thì mình mong muốn bán với giá là 39 triệu nha các bạn. Đó là xe đời cũ. Còn nếu mà các bạn anh chị thích dòng xe đời mới hơn thì có cái dòng SH, có dòng Honda SH Việt Nam Vin nguyên bản, Honda SH Việt Nam Vin nguyên bản màu đỏ. À, đây là SH Việt Nam Vin nguyên bản, không lên đời, không tút, không làm một cái gì hết nha các bạn. Và với chiếc xe Honda SH mà Việt Nam mà riêng nguyên bản vậy thì chạy khá là ngon, đi nó không có một cái gì là bận tâm hết, không có hỏng hoặc, bởi vì nó còn khá là mới. Em này mang biển số 59C1 69342. Và với chiếc xe Honda SH Việt Nam 150 này thì mình mong muốn bán với giá là 65 triệu. Xe này là đời khá là cao bởi vì có chìa khóa thông minh đó các bạn.